Xin chào anh em nhé. Vâng, hôm nay đồng hồ dưới mắt của chúng tôi review giới thiệu với anh em một số mẫu đồng hồ Casio với phiên bản là dây nhựa. Đây, đang có một hàng ở đây. Đấy, tôi đang bày là một hàng ở đây. Rồi, như anh em đã quan sát thì đây là một trong những mẫu đồng hồ dây nhựa với phân khúc giá trên dưới 1 triệu thôi. Rất là hợp lý và cũng rất là thật rẻ anh em ạ. Rồi, trên màn hình thì anh em cũng nhìn thấy đây là một mẫu đồng hồ nổi đình nổi đám trong thời gian qua. Tôi cũng có video review giới thiệu với anh em những mẫu đồng hồ này rồi. Mã số của em nó là VKS1400H. Đó, thì hiện tại em nó đang có 4 màu ở đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4. Đấy. Tất cả đều rất đẹp. Nè, mới nhá, tất cả chính hãng, bao chính hãng cho anh em. Anh em ở đây là hàng giả, tôi đền gấp 10 lần cho anh em luôn. Rồi, các màu sắc thì rất là yêu ở đây. Rồi, ví dụ chẳng hạn đây là màu dây đen này, vỏ bạc này. Rất đẹp. Dây đỏ, vỏ đen này. Dây đen, vỏ đen này. Và dây màu xanh lục bảo, mặt màu đen. Vâng, ngoài ra thì chúng tôi đang có AE1300 này. Đây, có một màu này, hai màu này, ba màu này, bốn màu. Rồi, AE1300 là có 4 màu ở đây. Rồi, đến AE1200. Đây, AE1200 này. Rồi những cái mẫu ở trong kia nữa, AEQ này, 1120 này, AEQ 120 này, rồi là màu WD110 này, đấy, 110H này, cũng có hai màu này. Rồi trong kia là có AE này, 1500 nữa này, đấy có cả AE1500. Đó, thì nó có rất nhiều các phiên bản ở đây, mà giá thành của em nó thì ví dụ con AE1300 này, thì giá có 1.373.000 thôi. Quá rẻ đúng không ạ? Anh em mua online chúng tôi sale cho anh em 10%. Với những mẫu đồng hồ này thì dành cho giới trẻ hoặc là tất cả những anh em gần như ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Anh em nào cứ thích là nhích thôi. Vâng, bởi vì là thứ nhất là kiểu dáng thiết kế thể thao, chống nước, bơi lội thoải mái luôn. Và pin thì có những mẫu đến 10 năm. Đấy, ví dụ chẳng hạn đây này, hai cái mẫu này là pin những 10 năm luôn. Đấy, AEQ 120W này. Pin những 10 năm. Đấy, mà giá này cũng có đâu trên dưới 1 triệu thôi. Đấy, trên dưới 1 triệu. Ví dụ chẳng hạn những cái mẫu này MWD này, 110H này. Đấy, là giá 1.727.000. 1.727.000 hai cái mẫu kia. Đấy, cũng rất là hợp lý. Sale cho anh em rồi, nó còn khoảng 1.500.000 thôi. Rồi, AE1300 này thì là giá của em nó là 1.140.000. Đấy, 1.140.000. Đấy, cũng rất là hạt rẻ đúng không ạ? Rất là hạt rẻ luôn. Mà màu sắc của em nó này, có màu đỏ này rất là nổi bật này. Đấy. Màu xanh này cũng rất nổi bật luôn, rất là đẹp. Ngoài ra đây, màu đen. Đấy, màu đen hết. Và màu đen điểm vàng. Phải nói cũng rất là đẹp. Những mẫu đồng hồ này thì gần như ai cũng có thể đeo được anh em nhé. Các bạn nào cứ khoảng tầm 15-17 tuổi trở lên, khoảng 40-50 tuổi đổ xuống, ai cũng có thể đeo được những mẫu đồng này. Đấy. Ngoài ra thì tôi cũng có những cái mẫu đồng hồ đây, dây thép đây. Đấy, dây thép vỏ nhựa. Những cái mẫu đồng hồ này cũng rất là nổi tiếng trong thời gian qua này. Đây, những mẫu này rất là đẹp. Đây, mẫu này được đính hai viên kim cương thật này. Đây, ngoài ra mẫu này cũng rất là yêu này. Đây. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Giá cả thì cũng tùy từng mẫu. Chẳng hạn như mẫu này thì giá 1.900.000. Đấy. Mẫu này thì cũng không nhớ, hơn 2 triệu. Mẫu này thì đâu cũng có hình như đâu tầm trên dưới 1 triệu thôi. Đấy, giá nó quay vào trong cho nên là tôi nhìn nó không rõ. Và không nhìn thấy bởi vì là tôi đang quay ở ngoài tủ kính nên nó hơi khó nhìn anh em ạ. Tôi quay ngoài tủ kính, quay nhanh cho anh em xem. Thì anh em xem là thích mẫu nào thì hãy liên hệ với The Watt để mua em nói anh em nhé. Đó, rất là nhiều ở đây. Đấy. Chủ yếu là review giới thiệu với anh em những mẫu dây nhựa ở đây. Đấy. Đấy, rất nhiều mẫu ở đây. Đấy. Còn nào ví dụ anh em muốn đeo những mẫu classic kia. Đấy, dây da, dây thép kia là tôi cũng có rất nhiều. Đủ các mẫu cho anh em. Thì tôi sẽ làm những video để mình giới thiệu sau với anh em những cái mẫu kia. Đấy. Ngoài ra thì giờ bắt chúng tôi có cả dây da để cho anh em thay này. Da bò, da đà điểu, da cá sấu nhé. Tất cả đều là dây xịn sò nhé. Đây đủ để dây đây. Đấy. Rất nhiều luôn. Rồi quay lại cái mục chính ở đây. Thì anh em là thấy những mẫu đồng hồ này thì xem là có nhiều mẫu nào không ạ? Đây. Toàn những mẫu đẹp thôi. Toàn những mẫu đẹp và mẫu dễ đeo. Đấy. Thể thao. Thể thao khỏe mạnh và nhìn nó rất là chất luôn. Đấy, những mẫu này cũng rất là đẹp này anh em này.
hiểu không? Rất là chất luôn. Này, pin 10 năm này. Đấy, 10 năm pin này, toàn 10 năm pin hết. Cho nên là anh em thoải mái mà dùng đây, 10 năm pin này. Đây, 10 năm pin đây. Đủ luôn, toàn 10 năm pin là chính luôn anh em ạ. Đeo thì cứ gọi là khỏi phải nghĩ rồi. Vâng, thế anh em xem nào, ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ với The Watt để sở hữu em nói anh em nhé. Rồi, tôi cũng xin kết thúc video này tại đây. Anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho The Watt anh em nhé. Vâng, bây giờ thì tôi xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.